Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Hà Nội tìm chủ hai khu đô thị hơn 7.000 tỷ đồng tại huyện sắp lên quận. Bình Thuận nói về 10 dự án bất động sản đang bị điều tra. Ốc đảo Triệu Đô ngập sâu sau mưa. Huyện ngoại thành Hà Nội liên tục đấu giá đất, chuyên gia cảnh báo rủi ro. Hải Dương được chuyển 27 hecta đất trồng lúa làm khu đô thị. Hà Nội tìm chủ hai khu đô thị hơn 7.000 tỷ đồng tại huyện sắp lên quận. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đang mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới C31 tại xã Đại Áng với quy mô hơn 27 hecta, tổng vốn đầu tư hơn 4.463 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 204 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 6.759 người. Cơ cấu sản phẩm dự án gồm khu nhà ở thương mại với 138 căn biệt thự song lập 76 căn biệt thự đơn lập và 366 căn liền kề, hai tòa chung cư ký hiệu tòa nhà CT01, CT02 với quy mô 2 tầng hầm và 20 tầng nổi, trong đó có 3 tầng dịch vụ thương mại, sinh hoạt cộng đồng và kỹ thuật, 17 tầng tháp căn hộ. Bên cạnh đó là tòa nhà ở xã hội có diện tích đất hơn 2,9 ha, cao 8 tầng với 521 căn hộ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị mới Liên Ninh tại xã Liên Ninh, quy mô 30 hecta tổng vốn đầu tư hơn 2.966 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 250 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 4.500 người. Cơ cấu sản phẩm dự án gồm 197 căn biệt thự với chiều cao 4 tầng, 76 căn liền kề với chiều cao 5 tầng, công trình nhà ở xã hội thực hiện theo dự án riêng, cao 30 tầng với 822 căn hộ. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện hai dự án trên là trước 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024. Bình Thuận nói về 10 dự án bất động sản đang bị điều tra. Hiện tại, tỉnh Bình Thuận đang có 10 dự án đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra C01, Bộ Công an điều tra. Theo đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận, 10 dự án này đang được C01 thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại quyết định số 18, 19, quy đề VP, ngày 3 tháng 5 năm 2021. Đến nay, dự án Tân Việt Phát 2 đã kết luận điều tra vụ án hình sự, dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đã bị C01 ra quyết định khởi tố. 8 dự án còn lại, C01 thu thập hồ sơ, làm việc với các sở ngành của tỉnh Bình Thuận nhưng chưa có kết luận. Hồi tháng 5, tỉnh Bình Thuận đã đăng ký làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kiến nghị sớm có kết luận. Theo đó, nếu việc triển khai thực hiện dự án không vi phạm pháp luật hình sự thì thông báo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận để có căn cứ chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Sau đó, C01 có vào tỉnh Bình Thuận làm việc và lập 8 biên bản Hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đang chờ kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đối với các dự án này. Ốc đảo Triều đồ ngập sâu sau mưa Nhiều khu đô thị mới phía tây Hà Nội, đặc biệt là các khu đô thị dọc theo đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, ngập sâu trong biển nước sau cơn mưa kéo dài trong ngày và đêm 23 tháng 7, như tại khu đô thị Glasimco khu A, khu B và hàng loạt nhà liền kề của khu biệt thự Thiên đường Bảo Sơn. Đây không phải là lần đầu mà liên tục trong thời gian qua, Tình trạng ngập úng khi mưa lớn liên tục xảy ra ở khu vực này. Theo lời người dân, do nước mưa đều đổ dồn không tiêu thoát kịp nên xảy ra ngập úng nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Khánh Nguyễn Quý Tuấn cho biết, mức độ ngập ở đây tùy đoạn nhưng đa số là ngập sâu khoảng 40 đến 50 cm. Đoạn ngập sâu nhất là ở đoạn cổng chào Nam An Khánh vào ngã ba đại lộ Thăng Long. Hiện tại địa phương đã cho vận hành toàn bộ máy bơm và kênh thoát hết công suất, tập trung để kiểm tra và thoát nước cho khu vực Huyện ngoại thành Hà Nội liên tục đấu giá đất, chuyên gia cảnh báo rủi ro. Gần đây, nhiều huyện ngoại thành Hà Nội như Mê Linh, Thanh Ngoài, Phú Xuyên, Đan Phượng, Chương Mỹ rôm giả đấu giá đất. Đáng chú ý, sau tháng đầu năm 2024, huyện Mê Linh đã tổ chức thành công 10 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách 1.062 tỷ đồng. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, Hà Nội vốn là thị trường bất động sản tiềm năng nhất cả nước vì dân cư tập trung đông đúc, cùng nhà ở không đủ cầu. Do đó, không chỉ thu hút người mua có nhu cầu thực, các phiên đấu giá còn hút cả đầu cơ. Do đó, không loại trừ khả năng trong nhiều phiên đấu giá đất vẫn xuất hiện các nhà đầu tư thông đồng đẩy giá nhưng chưa chắc đã mua hoặc làm vậy để nâng giá những khu đất xung quanh, hòng trục lợi. Hải Dương được chuyển 27 ha đất trồng lúa làm khu đô thị. Chính phủ vừa chấp thuận cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chuyển mục đích sử dụng 27,3 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án khu đô thị Văn An, Chí Linh ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tổ chức kiểm tra ra soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa bảo đảm chỉ tiêu đất trồng lúa được thủ tướng chính phủ phân bổ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trước thủ tướng chính phủ về quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bảo đảm đúng quy định sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả không để xảy ra thất thoát lãng phí chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh hải dương phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư giáp sông thủy nông và quốc lộ 18, khu đô thị Văn An tại thành phố Chí Linh được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 2 năm 2024. Khu đô thị này có diện tích khoảng 36 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 895 tỷ đồng.